Hi, Missy xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần nhận diện cách phát âm. Mình sẽ học cách phát âm cái đuôi gì đây? A, I, R, E. Nếu mà gặp đuôi này thì mình sẽ phát âm như là air nha các bạn. Air, đọc nhanh. Air. Ha, đây là phiên âm của nó. Rồi. Millionaire. Millionaire có nghĩa là gì đây? Triệu phú nha các bạn. Million có nghĩa là hàng, là có nghĩa là triệu, một triệu. Vậy millionaire có nghĩa là gì đây? Triệu phú. Rồi tiếp, billionaire. Billionaire. Billion có nghĩa là tỷ. Vậy gì đây? Billionaire có nghĩa là tỷ phú nha các bạn. Thấy cái đuôi là thấy cái đuôi giàu giàu rồi ha. Rồi tiếp, cái này là gì đây? Zillionaire. Zillionaire. Zillion có nghĩa là một con số rất là lớn, rất là khủng. Vậy zillionaire có nghĩa là mấy người giàu sụ nha các bạn. Giàu kích sụ, giàu sụ. À, trời ơi, thấy cái này là thấy đã ghê á. Rồi tiếp, cái này sẽ là gì đây? Questionnaire. Questionnaire. Question là câu hỏi. Vậy questionnaire có nghĩa là hệ thống các câu hỏi nha các bạn. Rồi, cái này là gì đây? Concessionaire. Concession có nhiều nghĩa nhưng mà nghĩa mà Huyền nhớ nhất có nghĩa là nhượng quyền nha các bạn, nhượng quyền để kinh doanh hay là buôn bán cái gì đó. Concession ha. Vậy concessionaire có nghĩa là người hay là doanh nghiệp mà được nhượng quyền đó các bạn. Concessionaire. Lại nhé. Millionaire. Millionaire. Billionaire. Billionaire. Zillionaire. Zillionaire. Rồi tiếp, questionnaire, questionnaire, concessionaire, concessionaire. À, các bạn cứ thấy không? Cứ nhấn vào chính cái âm này luôn ha. Đó. Rồi, các bạn phiên âm này, đều nhấn vào chính cái âm này luôn ha. Millionaire, millionaire, billionaire, billionaire, zillionaire, zillionaire, của nhá. Mình phải xì ra một cái questionnaire, questionnaire. Rồi tiếp nè, concessionaire, concessionaire. Đó. That's all. Goodbye.